sáng nay, tại trụ sở khách sạn Sheraton thành phố Hà Nội, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã tổ chức hội thảo đơn vị trung gian và hệ thống chuyển nhượng quốc tế FIFA TMS. Với sự tham dự của đại diện các liên đoàn bóng đá đến từ châu Á, mục tiêu chính của buổi gặp mặt này là giúp các đại biểu hiểu hơn về quá trình chuyển nhượng quốc tế, quy trình gửi đơn ứng viên với các cầu thủ ít tên tuổi và là nơi giao lưu chia sẻ các thông tin kiến thức giữa các chuyên gia, liên đoàn thành viên và các đại diện của FIFA. Ở Việt Nam, các câu lạc bộ đã bắt đầu thực hiện chuyển nhượng cầu thủ chuyên nghiệp trên hệ thống chuyển nhượng TMS của FIFA từ năm 2010. Với nhiều lần nâng cấp để phù hợp, hệ thống TMS của FIFA đã ngày một hoàn thiện hơn, giúp cho các câu lạc bộ thực hiện việc chuyển nhượng cầu thủ dễ dàng, thuận tiện hơn trong việc báo cáo và công khai minh bạch tài chính.